Em chào toàn thể cô chú anh chị yêu Lan trên cả nước nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2020, nhà vườn em đi sưu tầm được một số kỳ Amat Châu lưng xanh của Phú Thọ, của bạn Mạnh Gỗ này và bạn Trường Nguyễn này. Đó. Thì hôm nay em giao lưu với hai anh em đây là tổng là 25 cái kỳ, 25 kỳ, thế nhưng có kỳ đã ra rễ và kỳ chưa ra. Thì em mua tất cái số kỳ này để về chia sẻ cho các bác, những cái kỳ nào nó đã ra rễ thì em cắt trước, và cái nào nó chưa ra rễ thì em gửi lại, khi nó ra rễ thì em cắt sau. Đó, thì em cũng quay lại cái video này để cũng hướng dẫn cho các bác xem để sưu tầm những cây hoa lan này, á mắt trâu thực tế hoa nở tại giò, và có kèm video trên trên giò để bán cho mình coi cái con bông. Đây là nguyên cả chậu đấy. Đấy, đây là hoa. Ám mắt trâu lưng xanh. Đây, chuẩn cái giỏ này luôn, đúng nhá. Chuẩn cái giỏ này luôn. Và cái hoa đấy là nó nở cái đầu bút, hoa nở đầu bút của cái kỳ này, đúng nhá. Đây là chuẩn con bông này. Đây là hoa bói đầu bút rồi đấy. Chuẩn mặt hàng, chuẩn con giống cho các bác. Khi bạn Mạnh giao cho em thì những kỳ nó ra rễ thì em cắt trước. Đầu cứ ra làm thôi nhỉ. Đây, giờ bạn cắt như nào? Cắt cái này. Cắt cắt không, cắt cái dây này đi. Cắt cái dây này. Cứ cắt cái dây này đi. Cái đây bóc gì? Cắt đi thì gần cắt cái này. Bóc cái gì nó cắt đi. Cắt này ươm hết. Mày cứ cắt này thì mày thích cái đống này nó tao cắt giá cho mày đoạn mày ươm ra được cái gì. Có bây giờ bắt bóc này thì ra làm nào làm được. Cái này cắt được. Bóc cái gì? Cắt. Được, cắt ba cái này này. Cái này cắt, cái này thứ này cắt đây. Cái này đoạn này thích tao giá cho mày cái này. Đấy, các bác thấy không? Bán hàng nào không khơi lưới cho nhau bán hàng khi nào. Sao thế? Bọc cái gì cắt mày này? Cắt. Ươm bắt này. Đây, còn đoạn này bạn lấy lại. Đấy, em quen cho. Đây, toàn những gương mặt đẹp trai này mà. Bám rẽ nó rồi. Vui cho đi. Nghe cắt cái chân rồi cắt. Được một cái mắt. Ê, nó. Về lại được cái mắt nguồn. À mắt thức. Đấy. Đây em mới cắt trước có 50 kỳ rồi này. Đây cái này bó đây cho. Kẹp vào đây. Cái này ra rã nhưng mà này. Cái bắt đầu vẫn còn đi nuôi. Nuôi ít này nữa. Ôi, cắt tạm thời cắt hết rồi. Cái này còn sau lại cắt tiếp. Cái ra rã được. Để cho nó khỏe. Đó, các bác nhá. Thì em quay lại đây đi. Lấy cái keo bôi vào. Còn rất là nhiều, chậu này còn rất là nhiều. Đó, em chào các bác.